Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, các nguồn tin Liban ghi nhận những cuộc không kích dữ dội của Israel trong ngày 18 tháng 10 đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương tại các thị trấn và làng mạc ở miền Nam và Đông Nam Liban. Nguồn tin từ lực lượng phòng vệ dân sự Liban cho biết các trường hợp thương vong được ghi nhận tại Ibn Saki, Zarit, Ansa và Due ở miền Nam Liban cũng như Sepa ở khu vực Đông Nam nước này. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Halevi khẳng định các cuộc tấn công tăng cường của lực lượng phòng vệ Israel vào Liban thời gian qua đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 1.500 thành viên Hezbollah, trong đó có nhiều thủ lĩnh và chỉ huy cấp cao. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều tay súng của nhóm vũ trang đối địch hạ vũ khí đầu hàng. Người đứng đầu lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh Hezbollah đang tiếp tục bóp nghẹt ngày một thê thảm hơn. Cũng trong ngày 18 tháng 10, phong trào Hezbollah ra tuyên bố khẳng định đã sử dụng thiết bị bay không người lái, UAV, tên lửa và pháo binh tấn công các vị trí và nơi tập trung của binh lính Israel ở cao nguyên Golan và miền Bắc Israel, bao gồm 4 thành phố Safe Haifa, Jait và Kiryat Shmona. Tổ chức này còn thừa nhận tấn công các địa điểm tập trung binh sĩ Israel ở miền Nam Liban. Hezbollah cũng bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với người dân Palestine. Cũng trong ngày 18 tháng 10, quân đội Israel cho biết đã điều thêm một đơn vị tới phía Bắc Gaza để hỗ trợ các lực lượng đang hoạt động tại đây. Việc điều thêm quân và gia tăng các cuộc tấn công tại miền Bắc Gaza diễn ra một ngày sau khi Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Xe tăng Israel đã đến trung tâm trại tị nạn Jabalia với sự yểm trợ của hỏa lực từ trên không sau khi càn quét qua các vùng ngoại ô và khu dân cư. Quân đội Israel tuyên bố lực lượng của họ, những người đã hoạt động tại miền Bắc Gaza trong 2 tuần qua nhằm ngăn chặn các chiến binh Hamas có thể tập hợp lại, đã tiêu diệt hàng chục chiến binh và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự. Trong khi đó, người dân tại miền Bắc Gaza cho biết quân đội Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà mỗi ngày bằng các cuộc không kích hoặc đặt bom rồi kích nổ từ xa, đồng thời phong tỏa các khu vực Jabalia, Beit Hanoun và Beit Lahia. Cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi cả hai bên đều đưa ra tuyên bố cứng rắn sau khi thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây không phải là hồi kết của cuộc chiến tại Gaza và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được trả tự do. Còn phía Hamas tuyên bố lực lượng này sẽ không thả các con tin cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc và sức kháng cự của họ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, Mỹ gần đây đã triển khai máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 để tấn công các kho vũ khí dưới lòng đất của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Sau các cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố đây là hành động thể hiện khả năng của Mỹ trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở mà đối thủ tìm cách giữ ngoài tầm với của chúng tôi, bất kể chúng được chôn sâu dưới lòng đất, kiên cố hay được bảo vệ như thế nào. Việc triển khai máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 Spirit của Không quân Mỹ chứng minh khả năng tấn công của Mỹ chống lại các mục tiêu khi cần thiết, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Giới chuyên gia nhận định tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được xem là lời cảnh báo tới Iran, quốc gia hậu thuẫn cho nhóm vũ trang Houthi, về việc Mỹ và Israel có khả năng nhắm vào các căn cứ ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi tọa lạc của một số cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran. Cụ thể, oanh tạc cơ tàng hình B-2 được sử dụng trong cuộc tấn công vào các kho vũ khí của Houthi ở Yemen là máy bay duy nhất có khả năng mang theo bom GBU-57ABMOP. Đây là bom phá bong ke có khả năng tấn công các căn cứ ngầm của Iran. Nhiều người cho rằng việc Israel tự thực hiện tấn công chương trình hạt nhân của Iran không hề dễ dàng bởi các cơ sở hạt nhân của Iran không chỉ nằm dưới bong ke ngầm kiên cố mà còn nằm rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Do đó, để thực hiện tấn công, Israel sẽ cần tới các loại vũ khí phá bong ke của Mỹ. Trong khi đó, Iran được cho là đã cảnh báo các đồng minh ở vùng vịnh của Mỹ rằng nếu họ để Israel tấn công Iran, họ sẽ bị coi là đồng lõa và bị nhắm mục tiêu trong hành động đáp trả. Ông Khalil Hayya, một quan chức cấp cao của Hamas, đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ông Hayya tuyên bố, thủ lĩnh Sinwar đã hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp giải phóng của chúng ta, và mô tả cố thủ lĩnh của nhóm là một người kiên định, dũng cảm và gan dạ. Ông ấy đã kết thúc cuộc đời mình trong tư thế dũng cảm, ngẩng cao đầu, cầm súng, bắn cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ông Hayya tuyên bố cái chết của thủ lĩnh Sinwar sẽ càng làm tăng thêm sức mạnh và khả năng phục hồi của Hamas. Quan chức Hamas nhấn mạnh lực lượng Hamas sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến khi thành lập nhà nước Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Palestine với Jerusalem là thủ đô. Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Masan đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng Hamas ở Gaza, thay thế cho ông Yahya Sinwar.
Ông Masan đã đảm nhận vị trí quyền thủ lĩnh Hamas và đang phụ trách liên lạc với các bên chính tham gia đàm phán về trả tự do cho con tin người Israel. Ban lãnh đạo lực lượng Hamas nhấn mạnh rằng, sau cái chết của ông Sinwar, các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ ngày càng khó khăn hơn. Lực lượng Hezbollah ở Liban mới đây tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 55 lính Israel kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF bắt đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban cách đây hơn 2 tuần. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định các tay súng của lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công chất lượng và hiệu quả nhằm vào các đơn vị Israel đang tham gia chiến dịch bộ binh ở Nam Liban. Theo đó, các chiến binh Hezbollah đã hạ sát tổng cộng 55 lính Israel và khiến hơn 500 binh sĩ, sĩ quan khác bị thương. Hezbollah cũng tuyên bố bắt đầu chuyển sang một giai đoạn leo thang mới chống Israel, song không cho biết thêm chi tiết. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Ghalibaf cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Pháp để thực hiện một nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah, kêu gọi biến khu vực biên giới phía Nam Liban thành vùng phi quân sự thay vì toàn bộ đất nước. Ngay sau đó, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho rằng những phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran là một sự can thiệp rõ ràng vào các vấn đề của Liban. Ông Mikati bày tỏ ngạc nhiên trước phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cho rằng đây là một nỗ lực nhằm thiết lập sự giám hộ bị từ chối đối với Liban. Ông cho rằng, một cuộc đàm phán như vậy là đặc quyền của nhà nước Liban. Ông Mikati cũng yêu cầu Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabis triệu tập đại biện lâm thời Iran tại Beirut. Reuters bình luận đây là lời chỉ trích hiếm thấy của Liban với Iran, đặc biệt trong bối cảnh Iran hậu thuẫn cho Hezbollah, nhóm vũ trang mạnh mẽ ở Liban và hiện đang giao tranh với quân đội Israel dọc theo biên giới phía nam của Liban. Nhóm chiến binh Hezbollah của Liban tuyên bố họ đang chuyển sang một giai đoạn mới và leo thang trong cuộc chiến chống lại Israel sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, lực lượng đồng minh của Hezbollah. Iran và Hezbollah đã lên tiếng sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Iran không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy vụ sát hại thủ lĩnh Hamas sẽ làm thay đổi sự ủng hộ của họ. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, tinh thần kháng cự sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwar. Ông Sinwar, người được coi là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc chiến tranh Gaza, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của quân đội Israel tại vùng đất Palestine hôm 16 tháng 10, một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài cả năm qua. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng cái chết của ông đã tạo cơ hội để chấm dứt xung đột, trong khi Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhưng các nguồn tin trong nhóm cho biết, những dấu hiệu họ thấy cho thấy Sinwar thực sự đã bị quân đội Israel hạ sát. Mặc dù phương Tây hy vọng ngừng bắn, cái chết của Sinwar có thể làm gia tăng sự thù địch ở Trung Đông, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lớn hơn đã gia tăng. Trong một tuyên bố nóng được đưa ra sau khi Tel Aviv xác nhận cái chết của thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, với người dân Gaza, tôi có một thông điệp đơn giản. Cuộc chiến này có thể kết thúc vào ngày mai nếu Hamas hạ vũ khí và trả lại con tin của chúng tôi. Thủ tướng Netanyahu đồng thời khẳng định, Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin. Ngược lại, nếu ai đó làm hại con tin, Israel sẽ truy lùng và đưa người đó ra trước công lý. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho rằng trục kháng chiến do Iran xây dựng đang sụp đổ. Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết, Yahya Sinwar là lãnh đạo của một tổ chức khủng bố Hamas, về cơ bản là chủ mưu đứng sau các vụ giết chóc, thảm sát, hãm hiếp và bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì vậy, theo bà von der Leyen, cái chết của ông Sinwar chắc chắn làm suy yếu Hamas một cách đáng kể. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tiết lộ, hiện nay, các điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài dẫn đến giải pháp hòa bình hai nhà nước đã được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh hòa bình lâu dài và giải pháp hai nhà nước chỉ có thể đạt được với một chính quyền Palestine ổn định, mạnh mẽ và được cải cách. Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bruxelles, Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho biết, sẽ không nhớ tới thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas khi có thông tin về cái chết của ông này. Tổng thư ký NATO cho biết thêm, ông Sinwar được công nhận rộng rãi là kiến trúc sư của các cuộc tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đây là cuộc tấn công mà ông cùng nhiều đồng minh đã lên án.